này các bạn cần biết, đó là cái đường này các bạn. Thì đấy, nó lại căn cứ theo đối tượng. Đối tượng là như thế nào? Tức là ở cái vị trí này các bạn. Đây, để mời con em này đây nhá. Rồi. Chúng ta đây, em này thì cũng khá là béo và có da thịt. Thì nó biết được như thế này. Nhưng thực tế là ở chỗ này này, cái đường thiết kế chúng ta nhá, nó ăn như thế này các bạn. Và ở chỗ này nó là phẳng các bạn. Nên mặc định đường này phải để phẳng. Nên ở trong sách nó quay dáng một vòng lên nhau không? Tức là hai đường cong đi với nhau là thành một khối. Và thực tế là trên kết cấu của nó không có khối, nên thay ra là nhiều người bị bùng là lý do này. Hiểu bài không? Rồi. Nha, nếu như ai mà chỗ này những thầy cắt cho hai cái khách là hay gặp phải là những mẹ rơi vào khoảng 50 là người ta cắt áo dài để người ta đi thớ ấy, là khá là nhiều. Thì chỗ này hơi béo và con vấn. Thế lúc này hơi béo thì mình mới cho nó lên rơi vào 0,3 đi. Còn thanh niên đa số là thầy làm phẳng. Thì chỗ này của thầy rất phẳng ở đây. Nha, chứ không những người mà ụ ở đây nhiều thịt mà cổ ngấn ấy mà thì cái tuổi ấy nó rơi vào khoảng thấp xỉ 50. Thì chỗ này nó béo cái thì thầy phải là cho hơi mọng một chút nha, để nó không bị lộ. Thì nó rơi vào 0,3 đến 0,5. Tức là chia đôi cái đường này ra. Chia đôi này, tức là từ cái góc này chia đôi lên cái phần cổ này là chia đôi cái đoạn này. Lên một tí thôi. Nên lên nhiều hay lên ít lại phụ thuộc vào cái độ béo của người ta. Thì bà Ngọc như là cái đấy. Nhìn nào, nó khác không? Nó khác cái em này không? Nhìn nào xem, khác nào? Đấy. Hỏi. Nào. Nó làm cho cái sản phẩm của chúng ta nó mềm mại hơn, là nó phù hợp với đối tượng hơn và nó phúc hậu hơn. Cái mặt người ta đang sở hữu phúc hậu, cái cổ là phúc hậu. Thì cái phần này nó phải phúc hậu nốt. Đấy, cảm thấy chưa? Và nó không có hiện tượng bị kích bởi vì nó làm đúng nó rồi. Nó sinh ra để cho nhau. Nha. Nhưng mà bây giờ đối với em này phẳng phiu như này tự nhiên là cong lên một cái. Có phải là cái này cong lên và cái đường vòng nách sẽ cong ngược lại không? Tự nhiên thành khối và khối mặc lên phẳng không được. Giống như tại sao lý giải tại sao cái quần ấy các bạn, cái quần của thầy rất cong, cong hơn khôn này anh ơi. Yeah. Rất cong nhưng mặc lên rất phẳng. Bởi vì cong nó có kiểu của cong. Đúng không nhỉ? Đúng không? Tại sao cái quần của bạn làm không cong nhiều mà chỗ này nó lại vẫn bị bùng 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 ra? Đúng không nhỉ? Thì nó như thế đấy, cái chỗ này của nó. Nhưng thầy của thầy cong nhưng mà nó cong kiểu ôm vào cái dàn đó. Kiểu như thế nhá. Thì cái này như thế đó nhá. Thì thông thường nếu mà thanh niên nhá, người mà đẹp thì này cắt nha. Rồi. Còn có những người nó phải hóm xuống thì kiểu như nhỉ? Sự. Hóm là trường hợp nào? Đúng rồi, người ta như thế này này. Có nhiều người bị như thế này không? Có. Nha, phải hóm để mạnh. Nhưng thực tế là những người như thế thì chúng ta phải cắt, không nên cắt sát, mà là đã không cắt sát thì sẽ không hóm nhá. Bởi vì hóm sẽ lộ ra nhược điểm của người ta mà người ta không vui kiểu đấy. Nha, làm giống cơ thể người ta cũng không được. Mục tiêu của người ta đến với mình là giúp cho khách hàng trở nên xinh đẹp hơn. Mà chỉ khi nào xinh đẹp hơn thì mình mới lấy được tiền từ họ thôi nhá. Nên đừng có bao giờ cắt mà xấu quá nhá. Đó, xấu quá cắt cho đẹp hơn. Được chưa? Những người mà quá gầy mà thế này này thì cắt hơi rộng thoải mái ra một chút, ok? Nhá. Nhưng mà đừng rộng quá giống áo đi mưa. Hiểu ý tưởng không nhỉ? Cắt hài hòa nhá. Rồi ok. Hiểu được chỗ này chưa? Rồi.